giả Hành Nguyên đang test và giới thiệu những quả súp đẹp lung linh đỉnh cao đến từ Mỹ, hãng JBL, có mã là 118S, một giọt súp hiệu bass 50 từ 19-16, rất phù hợp cho bác nghe nhạc chuyên sâu và hát karaoke nhá. Cái súp Mỹ và nó cũng mềm, nó êm và nó ánh uy lực, nghe nhỏ nó cũng ra luôn nhá, nghe to nó cũng tuyệt vời, và nghe giữa thì đúng là phê loài luôn. Những quả súp này hàng siêu lướt, đẹp tới 98.9% thôi nhá, gần như không tì vết, thơm nức. Em vào là 4 quả, làm một clip giới thiệu đến các bác. Các bác có thể cắm này phone nghe tiếng bát nó buông, tiếng bát thả. Ở trên là cặp loa full GX15 thôi nhá, anh em phải kết hợp. Lần này em đang chơi một cặp loa full và một quả súp đấy, đúng một quả là đôi loa full và quả súp mà hay như này thôi nhá. Thì cái dòng súp 18 này nhiều bác hỏi em phối với cái gì, để bác phối với dòng loa như là 825, 925, 615, 612, 515 thôi nhá. Như này, ví dụ cái dòng này màu đỏ 415, ví dụ thế, 615 rồi 4655, được hết tất cả dòng loa Mỹ, loa PV hay loa EV hoặc loa Trung Quốc đều có nhá, đều hay cả. Rất hay. Đây em đang phối đúng một con này. Đây em đang này. Đấy, đúng là phụ này nhá. Bây giờ bác nhìn đúng quả phút ra. Đấy, đúng quả súp luôn. Hàng là phụ là tiếng nó uy lực này rồi. Đấy. Bây giờ phần 2 với nhá, em sẽ quay nội thất cả anh em xem. Đẹp nào, giá vô cùng yêu thương. Hello các bác anh em nhá. Trước mắt các bác anh em, Hành Nguyễn đang giới thiệu về những quả súp siêu đẹp, siêu hay, đỉnh cao của Mỹ, đến từ hãng JBL, có mã là JZX118S. Thì đây là dòng súp sở hữu bát 50 từ 19-16, lõi thép trắng. Thì dòng súp này ấy, bác nghe nhạc vàng thì nó thả rất là êm tai, rất là mềm và uy lực, tiếng nó ra tròn gọn chắc chắn và rất là phê luôn nhá. Thứ hai, quả súp này thì mức độ đầu tư nó không cao, do vậy là nó rất là chạy khi mà bên em mà cung cấp về bác nhá. Thì ngày nay em về được 4 quả súp siêu đẹp, tức là cái hàng này nó gọi là hàng lướt thôi chứ không hàng bãi, đẹp tới 98%, xuất sắc, zin đét từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ con ốc bác nhá đến mọi thứ luôn. Và bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết để bác này lắm được cũng như là công suất thôi nhá. Thì đây những quả súp có thể nói là một dòng súp 50, nó thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, nhỏ gọn nhất trong dòng súp từ trước em gặp nhá. Tức là nếu nói thị trường nó là gọn nhất, dòng súp này nó bọc lỉ và hỗ trợ chân cắm trên này. Đấy, rộng nó 51, tức là bát 50 rộng 51 nhá, rất là khít ấy. Sâu là 55, cao là 61. Đấy, hình vuông rất đẹp mắt anh em nhé. Em về 4 quả đẹp không khác nhau, thì 4 quả này chất lượng như nhau, không có nào xấu có nào đẹp nhé, tức là đẹp xuất sắc ấy. Đấy, bạn nhìn từ cái tem này nó còn đỏ au luôn, nằm trong chuỗi GX100 thôi nhé. Đấy, đẹp chưa, đỏ au GX118S, công suất nó là 350W cho đến 1400W thôi nhé. Độ nhạy lên tới 127 decibel, nó còn kinh hơn cả loa full nữa nhé. Giải tần 38Hz. Đấy, tức là nó xuống là 38Hz. Thông thanh đẹp, nó lại trắng phau. Anh em xem đây, trắng phau nhá. Đây là cái boa này kết nối này. Con này thì đẹp lắm, đẹp không chê được nhá. Nói chung là không thể chê được điểm gì. Bên em là bên tuyển đứng gần có mùi thơm anh em nhá. Đấy, ở trên này thì nếu anh em muốn đi đồng bộ đây thì chính là full này, 115 nhá, full của nó đấy. Tức là nằm trong cái chuỗi GX100 đấy. Đây là thông tin của nó. Đấy, GX100 bác nhá, sản xuất lắp ráp tại Mexico. Thì có những bác ở Mỹ, Mexico khác nhau gì thì xin thưa bác là giống nhau nhá. Mexico là một, hay như nhau, tất cả như nhau. Đấy, chỉ khác mỗi chữ thôi. Không, anh em lại cứ hỏi là con nào hay. Đây là súp bác nhá, còn trên đây là full này. Đấy, mức độ đầu tư cho dòng loa rất là hợp lý, thấp nhưng mà hay. Và đây tiếp bác nhá, đây là của bác này. Con này thì nó giống như 518, 618, tức là từ thép trắng. Từ thép trắng bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tem đen này. Con này mã là 2043G 4 ohm. Mà dòng súp 4 ohm đánh rất là êm tai em nhá. Made in Mexico. Màng xám sẫm, đẹp như mới luôn. Đấy, những cái hàng mới bây giờ thì không hay bằng hàng bãi nhá, bởi mới nó rẻ, nó công nghệ. Đấy, đây này.
keo chỉ của nó tròn xoe đúng không? Nhện vàng ươm, vàng xanh mướt để em giữ chặt cái bà đà này. Đấy, giá thì vô cùng yêu thương anh em nhé. Đầu tư những con này các bác dùng trong chán bán vẫn không bị lỗ. Đấy, con này xương nó đẹp, xương thẳng này và xương nó sơn sần rất là bóng, từ còn sáng trắng này. Đấy, có súp mà từ còn sáng trắng này bác biết là màng nó còn rất là đẹp, đấy, xanh mướt luôn đúng không ạ? Nào đây, gân nội tầm dầu ba sóng, màng sóng, keo chỉ tròn xe này. Tất cả em giữ máy anh em nhìn nhá, tiếng bác ngoài thả cực kỳ êm tai, lực êm đó nhá, và rất là sướng luôn. Bác nghe dòng nhạc bolero, dòng nhạc quan họ hay dòng nhạc giao hưởng thính phòng hay là zumba hoặc là guitar ấy, thì tiếng bát nó thả rất là phê, tức là nó rất là mềm, bác nghe nhỏ nó vẫn ra. Nó khác với súp Trung Quốc thì các bạn nghe to mới thấy tiếng lực, còn nghe nhỏ thì nó gần như cọc quá nhá, nó không mềm như thế như kiểu súp Mỹ nó có hay cái là nghe bé nó thế, nghe to cũng vậy nhá, nghe dưỡng cũng tuyệt vời. Đấy, thì em về là bốn quả đẹp long lanh nhá, cành đào đẹp hết nấc luôn. Đấy, giá này rất là ok, hợp lý anh em chơi. Mọi tin mua sắm phối ghép các bạn liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Thế đây là súp 50 nhá, mã là ZX18. Thì ngoài ra các bác muốn chơi đồng bộ loa full như ZX15 kìa đấy, và những cặp loa như là SF25 này, full kép này đấy nhá, em có cả luôn, muốn ghép đồng bộ ghép như nào bác chỉ ghép một đẩy 3 kênh 4 kênh đấy, đẩy 3 kênh như này đúng không, với một con vang số cái mic thôi đấy, thích thì thêm một linh nguồn là bộ hát ok rồi, một quả súp đúng không, đôi loa rất ok. Những con đẩy này thì giá thành tầm hơn 7 đồng bác nhá, đấy thế thôi, mà mới test bảo hành 25. Anh xin chào các bác nhé.